Với mẫu Xperia Z2 mới nhất mà hiện nay mà Sony đã ra mắt đến với toàn bộ mọi người thì nó đã cho thấy rõ được tham vọng của Sony trong việc cố gắng trở lại được phong độ như xưa. Như các bạn đã biết thì từ xưa đến nay mọi người vẫn nhớ đến Sony như là một trong số những hãng mà có thế mạnh về mặt khoản multimedia. Trong đó thì nghe nhạc và xem phim là hai khoản các bạn sẽ nhớ đến nhất. Và còn đến chiếc Z2 này thì các bạn có thể thấy được rằng Sony gần như đã đem tất cả những tinh hoa của mình trên những sản phẩm mà có lẽ trước đây các bạn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đem đến Xperia. Thì giờ đây trên chiếc Z2 này nó đã có đầy đủ. Và ở video này thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn lần lượt những điểm mới mà chiếc Xperia Z2 này mang lại cho các bạn. Điểm bắt đầu tiên của chúng ta sẽ là với trình nghe nhạc của chiếc Xperia này. Đó là trình nghe nhạc Walkman, đã khá là quen thuộc với các bạn rồi. Và trình Walkman được sử dụng trên chiếc Xperia Z2 này là phiên bản mới nhất, chạy trên nền Android 4.4. Và các bạn để thấy được cái giao diện của nó đã được thay đổi hoàn toàn, trực quan hơn rất là nhiều so với các phiên bản cũ. Lần này thì toàn bộ các mục phân loại của bài hát đã được trỏ ra thành một menu riêng và các bạn có thể truy cập rất là dễ dàng như thế này. Tuy nhiên thì cái chính mà các bạn quan tâm sẽ là các công nghệ mà lần này Z2 đã đưa vào. Và để mục sở thị những cái công nghệ đó thì các bạn có thể vào phần cài đặt của chiếc Walkman này. Ở mục cài đặt của Walkman thì lần này các bạn sẽ thấy là trên chiếc Z2 thì Sony đã tối giản gần như toàn bộ các mục tùy chọn trong này. Các bạn chỉ có duy nhất một mục để chọn, đó là về các hiệu ứng âm thanh của các bạn thôi. Và ở trên này thì các bạn sẽ thấy được 3 mục chính. Nếu như các bạn nào mà không thích chỉnh chọt lung tung đau đầu thì các bạn có thể dùng cái giải pháp toàn bộ All-in-One của Sony mang tên Clear Audio Plus. Và với cái tùy chọn này thì Sony sẽ tự động tối ưu hóa bằng các công nghệ âm thanh có sẵn ở trong chiếc Z2 này. Và điều duy nhất các bạn cần là chỉ cần kích hoạt tính năng này mà thôi, và chất lượng âm thanh của các bạn sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Còn nếu như bạn là một người thích chỉnh chọt thì các bạn hoàn toàn có thể chọn một cải tiến âm thanh này để tự mình thay đổi các thông số. Và như thường lệ thì đây là màn hình equalizer rất là quen thuộc với các bạn mà dùng Walkman rồi. Các bạn thấy giao diện Walkman này gần như không thay đổi gì, vẫn với 5 giải âm thanh chính và chức năng clear bass để các bạn có thể tùy chỉnh âm thanh theo ý muốn của mình. Và còn phần cài đặt bên cạnh thì các bạn vẫn sẽ thấy được các cái công nghệ. Đầu tiên là các công nghệ giả lập âm thanh vòm VPT của Sony. Với cái chế độ này thì các bạn có thể tùy chọn giả lập được các cái môi trường không gian khi các bạn nghe nhạc với chất lượng khá là tốt. Và khi các bạn có thể tùy chọn các cái preset khác nhau để phù hợp với đôi tai của mình. Ở dưới là toàn bộ các công nghệ mới nhất mà Sony đã đưa vào chiếc Xperia Z2 này. Thực ra cái mới nhất ở đây các bạn thấy thì sẽ là một cái tính năng giúp các bạn có thể giả lập âm thanh vòm cho chiếc loa này. Đó là công nghệ S-Fox from Serac. Và có cái công nghệ này đó là bởi vì trên chiếc Z2 này thì các bạn có thể thấy được rằng Sony đã trang bị cho nó đến tận 2 cái loa ngoài liền. Và với cái bộ loa stereo chất lượng cao này thì không tội gì mà Sony có thể thêm vào thêm một cái công nghệ giả lập âm thanh vòm dành cho cái đôi loa ngoài này. Riêng cái phần loa ngoài này thì mình sẽ nói đến cho các bạn ở phần sau. Còn ngoài ra thì các bạn có thể thấy được cái công nghệ rất là quen thuộc trên các dòng Xperia từ đời trước rồi. Nó sẽ bao gồm Clear Stereo, Clear Face và X-Loud. Còn lại thì đó là toàn bộ công nghệ mà các bạn sẽ thấy trên Xperia Z2 này. Một trong số các cải tiến mới nhất ở trên chiếc Xperia Z2 này đó là về loa ngoài của nó. Nhưng các bạn đã biết thì từ xưa đến nay các dòng Xperia, đặc biệt là các máy chống nước thì thường bị kêu ca phản nàn khá là nhiều về cái khoản loa ngoài này. Với cái việc của các bạn sở hữu một chiếc điện thoại chống nước thì các bạn sẽ phải đánh đổi lại một cái, đó là loa ngoài sẽ có âm lượng rất là bé và chất lượng thì không được tốt cho lắm. Mà điều đó thì đã được hoàn toàn khắc phục ở trên chiếc Z2 này. Như các bạn thấy ở đây thì Sony đã trang bị cho Z2 một hệ thống loa ngoài bao gồm 2 loa, giúp cho chiếc Z2 của các bạn có khả năng tái tạo lại âm thanh stereo với chất lượng rất là cao. Bên cạnh đó thì cái việc âm lượng của loa ngoài chiếc máy này đã được cải thiện hoàn toàn, to rất là nhiều so với các thế hệ Xperia trước đây. Và nếu như các bạn đã từng thất vọng với các mẫu điện thoại trước đây của Sony thì trên chiếc Z2 này các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và an tâm về chất lượng âm thanh loa ngoài của chiếc Z2 này.